tuyến đường Giải Phóng, đoạn gần bến xe Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Tình trạng xe khách chạy các tuyến Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình sau khi xuất bến đi với tốc độ rồ bò khoảng 5 km/h diễn ra khá phổ biến. Thậm chí một số xe ngang nhiên dừng giữa đường để bắt khách như thế này. Tương tự các tuyến đường xung quanh khu vực vành đai 3, không khó để bắt gặp những điểm đón xe khách được mọc lên tràn lan, thậm chí ngay trên cao tốc. Các lái xe cho biết, mặc dù đoạn đường thường xuyên có các chốt kiểm tra, nhưng họ vẫn bất chấp chạy với tốc độ rồ bò, dừng đón khách sai quy định. Khi xe đang chạy lưu thông trên đường mà dừng đỗ là rất là nguy hiểm, nhưng mà bởi vì là lượng xe nó không có khách nên là nhiều khi khách nó gọi điện là vẫn phải đợi chờ khách, mặc dù là biết là rất là đã là vi phạm. Tại vì không chẳng lẽ là mình xuất bến ra ngoài mà lại đi thẳng về luôn thì không có doanh thu. Mà sao xe ngoài người ta hưởng hết, xe dù xe góc ở ngoài ấy rất nhiều. Để ngăn tình trạng xe khách sau khi xuất bến thường chạy với tốc độ chậm ở làn hỗn hợp để đón trả khách, đại diện các bến xe cho biết sẽ kiểm soát chặt chẽ ở các đầu bến ngay khi các xe này xuất bến, đảm bảo các điều kiện an toàn cần thiết của các phương tiện và người lái khi rời bến. Cái việc tuyên truyền thì chúng tôi đã mời các doanh nghiệp hoạt động tại bến xe Giáp Bát vào họp để ký cam kết tuyên truyền với cả doanh nghiệp và các nhà xe hoạt động tại bến, và để cho doanh nghiệp người ta nắm được, để người ta tuyên truyền tới tận từng xe của doanh nghiệp của họ. Công an thành phố Hà Nội cho biết, mới đây, lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp cùng lực lượng thanh tra giao thông tập trung xử lý xe khách chạy rùa bò trên tuyến đường xung quanh bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình. Qua xử lý, các xe vi phạm chủ yếu xuất bến nhưng không di chuyển ngay mà chạy lòng vòng đón khách với tốc độ chậm trên đường. Lực lượng chức năng sẽ tổ chức ghi hình các xe vi phạm và xử lý qua các hệ thống camera giám sát. Đơn vị đã có những các cái biện pháp nghiệp vụ tổ chức ghi hình, sau đó dừng xe tại một điểm và để xử lý các cái lái xe vi phạm. Tổ chức ghi hình thì có thể là mật phục hoặc là đơn vị hoặc là sử dụng các cái camera của công an thành phố lắp trên đường để làm căn cứ để xử lý các cái vi phạm lái xe. Kiểm tra về giấy phép lái xe, giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ vận tải và thẻ nhận dạng lái xe. Đôi khi còn một số những đơn vị do thay thế lái xe dự trừ và lái xe không có thẻ nhận dạng lái xe thì đội cũng đã tập trung xử lý. Còn đối với phương tiện thì đội sẽ kiểm tra về các đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định, bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm, phối hợp chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh, thành phố ra soát xử lý nghiêm tình trạng xe dù bến cóc, xe trá hình tuyến cố định, xe ghép, xe tiện chuyến. Đây là hoạt động hiện rất khó kiểm soát và đang gây nhiều phức tạp về tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tỉnh, thành phố lớn, đặc biệt là trong giai đoạn trước và sau dịp nghỉ lễ, khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao đột biến.